cô gái từ Thụy Sĩ qua bán hàng ở Bali. Thấy cô gái từ Thụy Sĩ qua khách cả Bali để đi ngắm hoa tulip không? Thấy, chưa thấy hoa tulip, mới thấy cô gái thôi. Kìa, hoa tulip kìa. Chúng tôi quyết định thuê xe và đang đi tìm chỗ thuê xe. Đây là trung center của Đen Hát và đây là cái quầy nạp tiền. Đó, các bạn có đang đi mà cần phải nạp tiền thì nhìn mấy cái quầy này sẽ tự nạp được, nó có tiếng Anh. Cái Central Den Haag này nó khá là lớn, ở kiến trúc cũng hiện đại, cũng đẹp đẹp. Hôm nay tụi mình sẽ đi đến một cái nơi rất là đặc trưng của Hà Lan, đó là ruộng hoa tulip. Chỗ này là cái Den Haag Central. Thì từ đây tụi mình sẽ đi qua những cái trạm nào thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ok, hành lý của mình ngày hôm nay là ngày mình sẽ quay trở lại Thụy Sĩ, nên thành ra là đi chơi cùng với chiếc vali này đây. Để đi đến Hoa Lem. Bạn mình đang chờ mình đầu kia, mình muốn đến đây review cho bạn cái này. Tại vì để đi đến cái vườn hoa tulip thì các bạn sẽ đi cái chuyến là bus 854. Nhưng mà có một cái sorry cho ngày hôm nay. Sorry này thì mình sẽ giải thích cho các bạn là ngày hôm nay cuối tuần và mọi người đi đến cái vườn hoa này đông quá, nên là họ sẽ ưu tiên cho những người mà đi có vé vào vườn hoa. Còn nếu như mà mình muốn đó đi chơi và tham quan cánh đồng hoa bên ngoài thì mình sẽ phải bắt một cái chuyến bus khác, và không được cái chuyến bus 854 này. Đến là Khoi Khần Húp các bạn này, tên của nó nè. Mình sẽ bắt cái chuyến bus số 90. Đây, bus của mình đến luôn các bạn. Đến luôn Kim ơi. Sự quan sát của mình thì ở cái trạm này, cái trạm khách và
ngồi trên Sinbus nó cũng có giá trị lắm. Du lịch vòng quanh những cái thành phố tại Hà Lan. Ôi cái chỗ này hay lắm Dương, chỗ này là hay lắm nè. Có cánh đồng cỏ rồi có cừu nữa kìa. Ủa đẹp chứ kìa. Là tụi mình đang ở trạm gì đây? Rui gần hút. Cô gái vì niềm đam mê khám phá bất tận. Đi qua bên kia vào. Đi theo mấy người này nè. Lạnh vãi. Gió. Lạnh hơi gió. Đó, ý là thấy mọi người theo xe là mọi người đó cũng đi vậy ta. Bây giờ mình không cần thuê xe nè, đúng không? Ừ đúng rồi, nhưng mà mình không cần thuê xe nữa. Mình đến nơi rồi cái gì? Đúng rồi, mình đi bộ tới là tới rồi. Tụi mình đã đến rồi nha các bạn. Kìa, hoa tulip kìa. Đó, đầu tiên là phải cho các bạn thấy là phải thuê xe đạp. Bà có check giá là thuê xe đạp hết bao nhiêu tiền không? Hả? Các bạn, kế hoạch ban đầu của mình đó là thuê chiếc xe đạp để mà chạy xung quanh khu vực này, nhưng mà mình đi cái chuyến xe bus nó thay đổi giống như mình review á, thành ra là tụi mình sẽ đi thẳng đến đây luôn, không cần phải dừng ở một cái trạm khác và thuê xe đạp đến đây để trải nghiệm nữa. Hơi lạnh các bạn, hơi lạnh là vì gió, nhưng mà thời tiết lúc này là 15 độ, khá là ấm luôn, nên là chỉ là mình muốn bảo vệ cái cổ mình thôi, mình đeo thôi. Ô wow, đông quá trời luôn. Chúng tôi quyết định thuê xe và đang đi tìm chỗ thuê xe. Đây là khung cảnh trong một cái ngôi làng.
cảnh này. Mình thích cái kiến trúc tại Hà Lan ghê lắm. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh nè, đẹp không các bạn? Đây cũng vậy nè. Xem thời tiết đó các bạn thì ngày hôm nay sẽ có mây và mưa nhẹ, và từ sáng cho đến giờ trời nắng ấm, không có một cái hiện tượng gì mây mưa hết, và ngày hôm nay là khá đẹp luôn. Hi, can I film me? It's okay. You filming? Yeah. Yeah. That's good. Yeah, thank you. How does it work? What the ring about? You didn't make reservation? No. No. Oh, please. We need one. Yeah, let's see. Because, but it's you're lucky because some people returned already. So let's let me check it out. I think I got. Let me check. What do I got for you? I think I got two normal or two e-bikes. But let me check it out. Yeah, I can do the back street. Do you have my normal bike or? No, I don't have normal bike anymore. And how does it work? It's like 1 hour or? It's like you got until 6. Ah, okay. Yeah. And how much is it? It's 30 euros. 30 euros, yeah. For each bike. Yeah, for each bike. Yeah. Oh, yeah. That's so much. That's a lot, right? Yeah, yeah, that's a lot. Yeah. You don't have a normal bike. No, I can. Perhaps I can look in the back, but I think I'm already sold out. Yeah. My system says I got one, but I don't think I got. I got kids bikes. You're not the tallest, so. Yeah. How much for that? Yeah, well, check it out. It's 15 euros. So. Yeah, you have to decide yourself. Tụi mình đang chờ đợi. That's good. That's good. And but this one as well. But it oh e-bike or no, it's normal bike. Ah, okay. I think it's one type. Yeah, the big one and small one. Yeah. It's okay for you? Yeah, it's okay. Yeah, do you want to try the small one? Yeah. Small one is okay. Look at this. Okay, I think it fits it for that. Is that shame? Yeah. Shame? No, 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 it's okay. How much for each? 15 euros. Yeah, yeah, that's fine. Yeah, 15, okay, 15. So, what was it, 30? Yeah. 15 yeah. Each. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, fine. 15 for one. Yeah. Okay. You wanted to get? I can put it like a little bit higher. Yeah. Ah, super. Like yeah, yeah, it's fine. It's yeah. You guys really small. Sorry. Sorry. Okay, okay. Oh, it's actually. I think on my normal bikes it would also be really difficult. Yeah, I think that's good. Tại vì anh nói là chỉ có xe, chỉ có xe đạp điện thôi, mà xe đạp điện thì mắc quá 30 ơ các bạn. Mà anh nói vậy thì tụi mình châu Á nhỏ con. Đạp xe đạp của em bé đi. Ok. Và xe đạp em bé chỉ có 15 ơ thôi các bạn. Really cool. Yeah. Tụi mình có thể gửi cái vali ở đây và chạy đi, không cần phải thầu nó đi theo. So I will put this one away as well. Yeah. This is how much for rent? This one? Yeah. 15 euros for this one, and I think also like 15 or something. Uh-huh. Yeah. Yeah. Why, you want to buy this one? No. Actually not. Just for the future. But this one is already booked. Booked. So yeah, yeah. I have two more normal bikes and those are both booked now. So. Mm-hmm. You have this really, I like it, the decoration.
It's a your place for working, but it's look nice. Yeah, it's cool. Yeah. Yeah. Ồ, hay quá. Thôi bây giờ tụi mình đã có xe đạp. Vậy thì cái hành trình mà đi xe đạp ngắm hoa tulip vẫn tiếp tục nha các bạn. Let's go, let's go, let's go. So excited. Thích quá. Được. Mình tiến vô khám phá ngôi nhà của ảnh luôn cả. Mình khen là ảnh có một cái nơi làm việc thú vị không? Cái nơi làm việc này là mình nhớ ba mình. Ba mình làm kỹ thuật điện tử đó. Ba mình rất thích những cái đồ nghề kiểu này. Và bàn làm việc cũng đề huề kiểu giống vậy nè. I'm live here. You live here? Yeah, in the Netherlands. Okay, okay, okay. Then they have a discount, right? Then she get a discount, of course. Oh, super. Yeah, I'm near here. Then I have a discount too, right? You're near here? Okay. Make it 25. Okay. Ah, yeah. Oh, super. Do you got 5 euros? Tụi mình tám một hồi ảnh giảm giá. Năm euro. Oops. Oh, wow. I would like to thank you. Yeah, we have the discount 5 euros. 5 euros. Woo! Oh, yahoo! Yeah, so we need to put it on Instagram. Yeah. Oh, it's yeah, Instagram. Uh-huh. Rent and Roll. Rent and Roll. Ah, this is the name. Các bạn đến đây các bạn có thể thuê xe tại Rent and Roll. Đây là số điện thoại các bạn có thể gọi trước và đặt trước reservation. Ah, Fahrrad. Fahrrad is a Gleit Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche mit Deutsch. Ja. Ok, mình phải thay cái pin liền. Trời, vui quá. Chuyến đi này khá là thú vị luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thôi. Ơi. Có, tôi thấy có. Ở trên kia cũng có. Giờ mình chạy qua đó đi. Ừ. Có một dừng xe kìa. Ủa nó tối thui, tôi có cần phải chạm vào nó không? Ok.